được vẽ mơ ước tươi sáng tương lai, và một ngày sẽ quay lại đàn viên hạnh phúc thiêng liêng, cuộc sống yêu thương bình yên. Lạ lùng vậy ta, khu nào cũng giống khu nào, mà nhà nào cũng giống nhà nào luôn. Biết Cường đâu mà tìm. Cường ơi, Cường ơi, Cường, sao khu nào cũng không có ai, không ai sao biết cứ hỏi thăm trời. 16 anh chị. 16 chị bán 16 hả? Ừ, chị bán khu này hả? Ừ, chị rành khu này không? Rành. Chị hả? Em đi sáng giờ mà em không tìm được bạn, em muốn tìm người bạn á. Bạn tên gì? Bạn em hả? Ở khu trọ nào? Em cũng không biết khu nào nữa. Nó nói ở khu này mà đi khu nào cũng giống khu nào á. Vậy chứ tên chứ, chủ trọ tên gì? Bạn em á là một người cao. Cao? Cao cao hơn em một xíu nha. Cao hơn em. Đẹp trai, bự con, nhìn nam tính mạnh mẽ lắm. Hả? Tên hả? Tên là tên tên Cường. Cường. Anh Cường, em hay kêu bằng Cường. Dạ. Nghe quen quen ta. Quen quen. Đúng rồi, anh cao vậy là chị cao hơn em nghe. Bự con đẹp trai lắm. À, anh Cường. Trời ơi, lâm ly bi đát lắm. Trời ơi, thiệt. Thương gì đâu luôn á. Người đẹp trai, tốt bụng. Trời ơi, ai cũng thương hết á. Mà số phận trớ trêu là sao? Trời là, ơi, là sao mà trớ trêu? Lâm ly bi đát là sao? Ung thư giai đoạn cuối. Trời ơi, biết bao nhiêu người gom góp cho tiền để vượt qua mà không vượt qua được. Trời, nói tên Cường á, nhiều khi á tôi đau lòng luôn á. Thiệt tội lắm, người gì đâu mà đẹp mà sao khổ dữ vậy không biết nữa. Sao Cường bị bệnh mà Cường giấu tôi? Cường bỏ lên đây rồi Cường sống một mình. Rồi có ai giúp ảnh rồi? Có ai chữa trị cho ảnh rồi? Ảnh sao chị? Cường quen anh hả? Trời ơi, bạn sao ông giúp em đi? Bạn thân luôn. Dạ. Trời ơi, anh Cường tội nghiệp lắm. Không nhiều người giúp mà có vượt qua được. Dạ ơi, dạ. Chị thương em, chị chỉ giúp em. Ảnh ở phòng nào em vô em gặp ảnh. Hy vọng trước khi ảnh nhắm mắt. Cường không ở đây. Vậy chứ anh ở đâu? Ở khu khác. Khu nào nữa? Ở trong phòng tôi á. Vậy là chị đem anh Cường về, chị lo lắng cho anh hả? Em cảm ơn chị nhiều lắm. Không phải, anh Cường là nam chính trên phim truyền hình đang chiếu trên TV á. Nhà nào tôi cũng theo dõi hết, tôi ngưỡng mộ dữ lắm luôn. Anh đẹp trai gì đâu tôi mới. Bà nội ơi, bà nội, xem xíu nữa tôi rơi lệ rồi. Bà vừa phải thôi. Tôi hỏi Cường là Cường bạn tôi ở ngoài đời, tiên bà kể anh Cường nào trong TV vậy bà? Trời ơi, ai biết được, thì tôi nghe tới Cường, trời ơi, Cường không rành nằm trong tim tôi luôn. Cho nên là nói tới là tương vậy đó. Vậy là Cường bạn anh khác Cường TV phải không? Dạ, bạn em ngoài đời, không có phải là diễn viên. Chị có biết chị giùm em? Không biết. Nói vậy nào, hỏi thăm sao mà 19 số đi. Không có hứng mùa. Cảm ơn. Nó nghe là số 13 nè, xui của tôi. Ừ, xui tôi thì có hết chị. Không có thiệt đúng không? Không. Thôi, giờ tôi đi bán, tranh thủ đưa về coi phim. Phim buổi tối chiếu, trưa phát lại. Dạ, bán lẹ đi chị, ế đó chị. Tôi ghiền phim, nó lắp cho anh Cường, tôi thương anh Cường, tôi mê anh Cường gì đâu luôn á trời. Anh Cường dễ thương lắm luôn á. Bà mà mê phim thì mê thấy ớn vậy trời. Hú hồn. Cường ơi. Không lẽ giờ bỏ cuộc trời. Đi từ sáng sớm tới giờ muốn tối luôn. Không thấy ai, không biết nhà đâu. Ê, ai vậy? Sao ai giống Cường quá vậy ta? Ê Cường. Mày phải không? Ủa? Ông nhớ. Trời ơi. Mày đi đâu đây? Tìm mày. Mày tìm quá. Mày tìm tao làm gì? Nhớ thầm.
Ấy lộn, nói chung là lâu ngày không gặp, không thấy mày liên lạc, không thấy mày về đi thăm mày thôi. Nhà tao với bình thường hả? Có bị gì không? Không mất, không gì, không trái, không gì hết đó. Còn Nguyên à, tao canh mà. Canh tao hả? Ừ. Gặp rồi về đi. Không á, tao đi từ sáng tới giờ muốn khuya. Gặp mày mừng chưa nói chuyện gì, mày đuổi tao về. Ê, dạo này cuộc sống của mày sao? Bình thường. Bình thường là bình thường sao? Mày làm gì? Mày làm nghề gì? Hả? Mày học hành sao rồi? Ngon lành không? Không ngon lắm, nhìn được thôi. Phụ hồ vậy cũng ngon mày. Cái gì? Phụ hồ. Không làm gì cũng được, miễn sao làm nghề lương thiện được rồi. Chắc làm phụ hồ cực lắm hay sao mà thấy mày mệt mỏi quá. Hay là để tao đi làm phụ hồ phụ mày nghe. Gì? Mày biết làm phụ hồ không rồi làm? Phụ hồ với ẹt à, xúc đất, xúc cát rồi khiên gạch thôi. Nếu không biết thì mày chỉ tao thêm. Thì tao đi làm, tao gánh luôn phần của mày cho. Không có dễ đâu. Tự nhiên mày không ở nhà chị hai mày lên đây đi làm phụ hồ bị khùng mày. Bà chị hai tao bà tự lo cho bà được, cần gì phải tao lo. Hay là lên đi làm phụ hồ chung, rồi nếu không thì tao đi làm nghề khác, tao ở chung với mày được không? Sao? Quyết định vậy phải không? Ừ, được phụ hồ được mà. Để tao hỏi thử chỗ tao coi, nhưng mà con không chắc đâu nha. Nhưng mà mày định ở đâu? Ở nhà mày chứ đâu biết, có mình mày à. Không được đâu. Sao không được? Ừ, thì tao nói là thôi được rồi, giờ vậy đi. Dù gì á, mày cũng lên đây cũng không quen biết ai, tạm thời thì về chỗ tao ở tạm đi, rồi tao hỏi thử được hay không rồi tính sao. Vậy đi ha. Thiệt tình, mày nha, không chịu ở mà đi. Mém xíu nữa tao bỏ cuộc, tao về lại rồi, hên sao gặp mày. Đúng là tới nhà đó. Tới hả? Cái gì vậy? Sao có dép phụ nữ? Ồ, mày chia phòng với phụ nữ hả? Có tiếng con nít khóc nữa. Bộ người ta giữ trẻ trong nhà mày hả? Hoài luôn nè. Nó khùng luôn vậy đó. Anh đem tiền về không vợ? Hết sữa rồi đó. Không có, mà ta chưa cho lãnh lương. Trời đất ơi, rồi lấy cái gì mua sữa? Nhà thì hết gạo, cái gì cũng hết hết trơn á. Vợ sao mà sống đây hả? Vợ tiền đâu mà sống? Tiền, cô xuống ngay cái tiền à. Anh nói cái gì vậy? Anh tha tôi á hả? Bây giờ không có tiền, giờ cặp đất ăn ha. Trời ơi, Cường ơi là Cường. Mày chịu chứ sao? Mày lấy vợ, mày đẻ con hồi nào vậy? Sao mày không cho tao biết? Hẹn chi bắt vô âm tính luôn. Cái cuộc sống vậy sao sống? Giờ anh muốn làm gì anh làm đi, nhà con anh nuôi đi. Giờ tôi chịu hết nổi rồi, tiền thì không có, con cái gì vậy? Chị chơi nó bỏ con đi luôn hả chị? Trời ơi Cường ơi là Cường, mày không cần phải nói gì nữa, tao nghe hết rồi, tao hiểu hết rồi. Mày dở lắm. Mày chọn chi cuộc sống mà nó khổ dữ vậy. Rồi mày để người ta đi luôn, mày không cản lại hả? Người muốn đi sao cản được mày. Chắc nó đói, nó khóc á. Mày đưa nó, tao ẩm cho rồi. Mày pha sữa cho nó bú đi. Ủa? Nín này, tao dọa nó nín này nè. Sao tao thấy nó nín rồi mà vẫn còn tiếng khóc nào vậy? Còn đứa nữa nè. Trời! Hai đứa luôn hả? Sinh đôi.
Ê Cường, Cường mày thấy tao giỏi không? Tao có khiếu làm mẹ không? Ê nhưng mà giờ Tao hỏi thiệt mày, câu này mày trả lời thật lòng nghe. Mày nói đi. Tụi nó sinh đôi hả? Ừ. Chắc là con mày đúng không? Chắc. Sao? Tao thấy hai đứa nó không giống nhau. Bác sĩ nói là sinh đôi không cùng trứng nên không giống nhau. À vậy hả? Ê, đứa nào anh, đứa nào em? Thằng này là anh, tên Phong. Còn đó là em, tên Vũ. Phong Vũ? Nghe tên... Được. Lắm. Trương nè, công nhận Út nhớ giỏi thiệt nha, chăm em bé rất là ngoan luôn á. Hình như là có cái số làm mẹ, ấy lộn, có cái gian làm mẹ hay sao á. Gu cái nó nín khe nó ngủ. Hai đứa này nửa lớn chắc nghe lời tôi lắm nè. Cảm ơn nha. Ơn nghĩa gì, tự nhiên cảm ơn ta. Con của Cường cũng giống như là con của tôi vậy. Vậy từ nay bốn người mình là một gia đình nha. Đúng rồi, gia đình hạnh phúc. Có bốn người, Cường nhớ Phong Vũ. Ê, đừng có buồn nữa. Kể từ giờ phút này gia đình mình sẽ có bốn người, Cường, Bá, Phong, Vũ. Được vẽ mơ ước tươi sáng.